Xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn tại kênh của mình. Ngược với hầu hết các nhân vật chính trong các dòng anime khác, như là ngoại hình không được ngầu, người ta càng mạnh thì tóc càng dài, trong khi Saitama càng mạnh thì tóc càng rụng, cho đến khi hói cả đầu, các chiêu thức thì có tên cực kỳ đơn giản và hài hước, và những điều đó cũng khiến cho Saitama trở nên khác biệt hoàn toàn với các anh hùng khác. Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, bên cạnh những điểm bất thường của một anh hùng mạnh mẽ như Sai, lại là một người có một cuộc sống bình dị, đơn giản như người bình thường. Vậy thì hôm nay, chúng ta hãy cùng xem lại Saitama có cuộc sống ngoài đời như thế nào nhé. Anh có những sở thích hay sở ghét như thế nào? Và trước tiên, chúng ta hãy cùng xem xét Thánh Hói ghét những điều gì nhất nhé. Ghét nói nhiều. Mình nghĩ ngay đến một trong những điều mà Saitama ghét nhất, đó chính là nói nhiều. Các bạn còn nhớ câu chuyện mà Genos kể cho Saitama nghe về tuổi thơ bất hạnh của cậu chưa nhỉ? Thực ra, đấy là một câu chuyện buồn, đáng được chia sẻ. Nhưng Genos đã sai khi cậu chia sẻ không đúng người. Nhưng câu chuyện về quá khứ mà cậu ấy kể lại rất có tâm, không thiếu một sự kiện hay diễn biến nào lại khiến cho Saitama muốn nhũng não bởi nó quá dài. Anh ấy không nghe một câu chuyện dài như thế. Và bài học đầu tiên mà Genos học được từ Saitama đó chính là nói vắn tắt trong 20 từ. Bất kể khi giao đấu với ai, Saitama cũng ngứa tai khi đối thủ hô to hét lớn tên của chiêu thức, kể lể này nọ. Điều đó khiến Saitama nghĩ là không cần thiết và cũng chả quan tâm. Đó là điều tối kỵ của Sai. Genos hay bất cứ ai gặp Saitama và trò chuyện mà quá lâu thì Genos cũng nhớ bài, dặn ngay là hãy nói vắn tắt trong 20 từ, thầy tôi không thích nói nhiều. Hay vua biển sâu, một con quái vật cấp rồng, cũng xưng hùng xưng bá về sức mạnh hay khả năng chiến đấu, nhưng cuối cùng cũng chết do quá lầm màu, nói nhiều thì cũng một đấm là ngẫm. Bởi thế, quái vật nào mà cứ lèm bèm là một đấm ngay vào mồm. Khác với những anh hùng từ anime khác, họ thường tung hô chiêu thức, võ nghệ, khơi gợi ký ức đau khổ rồi dằn vặt sau đó mới tung chiêu, quá nhiều công đoạn để khán giả cho chúng ta chiêm ngưỡng về sức mạnh. Cho nên, sự ra đời của Saitama chẳng khác nào một món quà mà tác giả One muốn gửi, một vị anh hùng đơn giản hơn, giải trí hơn cho chúng ta xem vậy. Ghét mũi. Chuyện ghét mũi, cả mình và các bạn chắc cũng thế. Ghét nhất là bọn mũi. Nhưng cũng lạ, một anh hùng mạnh như thế, phản xạ tốt, sức mạnh hủy diệt và nhạy bén như Sai, lại hạ một tên mũi khó như thế nhỉ? Ghét mũi đối với Saitama lại là thứ khiến anh bực tức nhất. Nhìn cách anh hạ một tên mũi cực như thế nào xem. Saitama không chỉ dùng sức mạnh để hạ tên mũi, mà còn nhạy bén quan sát, đón đầu đón đuôi, thế mà vẫn thua con mũi bé xíu. Saitama đã quyết định dùng đến bình xịt mũi để tiêu diệt, nhưng kết quả là nó lại chui ngược vào bên trong miệng cậu. Nghe tới đây tưởng như con mũi thật bá đạo nhỉ? Chắc chắn rằng mình sẽ nói chi tiết về vụ con mũi này ở những video sau. Nếu các bạn thích thì bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì sang điều Saitama ghét nhất tiếp theo là gì nhé. Ghét ai đó phá hỏng đồ ăn của mình. Gần đây, mình đã phát hiện Thánh Trọc có một điều ghét nữa, đó chính là ghét ai đó làm hư đồ ăn của anh. Một lần trong chuyến hành trình tìm kiếm sự thật về sức mạnh của thầy Saitama, Genos đã bám đuôi Sai đến quán ăn và đánh cắp một cọng khoai tây chiên dài nhất trong dĩa. Biết mình đã mất đi miếng khoai tây to nhất, Saitama đã không mấy hài lòng về quán ăn. Hay ở trong trận chiến gần đây, mình đã hay nhắc đến ở những video trước, thì Saitama đã hạ tên mầm héo bởi hắn đóng băng anh, khiến cho miếng khoai lang trên tay của Saitama mất ngon vì điều đó làm cho Sai khó chịu. Và đúng như trình tự của bộ phim, một đấm vào mặt, thế là còn quái vật cấp rồng như mầm héo cũng tiêu điều. Ghét ai đó chê cái đầu hói. Ai cũng thế, tự ti với bản thân mình về một điểm không hoàn hảo. Và Saitama cũng vậy. Anh buồn với quả đầu bóng loáng của mình. Anh khá nhạy cảm khi ai đó chạm hay sờ vào quả đầu đó của anh. Chỉ cần xúc phạm thôi thì anh cho quái vật ăn một đấm, như cách mà anh đấm tế bào quái vật của Orochi khi hắn dám bám víu vào quả đầu của mình. Thế là Saitama đã cho hắn tan hoang một phần lớn tế bào. Hay cái lần mà Saitama đóng giả Charanko để thi đấu trận đấu Super Fight, thì anh tìm ngay một bộ tóc giả để hóa trang Charanko,
Nhưng bù lại, Genos, cậu học trò, cứ nghĩ rằng thầy mình đang buồn nên sẽ gọi tiến sĩ và nhờ tiến sĩ La giúp thầy của mình có một quả đầu có tóc để thầy đỡ tủi thân. Một điểm ghét nhất của Saitama đó là khi ai động vào lòng tự ái của anh. Ghét ai đó phá nhà của mình. Ngôi nhà là nơi yêu thích nhất của Saitama. Mọi tài sản của Sai đều có giá trị theo cách riêng của nó. Và Saitama là người vô cùng tiết kiệm, nên việc giữ cho ngôi nhà trở nên nguyên vẹn, không một tên quái vật hay bất cứ ai làm hỏng căn nhà yêu thích, là điều cốt lõi hàng đầu trong những cuộc chiến. Và Genos, cậu ấy luôn hiểu điều đó, nên những thứ hư hỏng trong nhà, Genos luôn đảm nhận vai trò tu sửa, với khả năng máy móc và độ siêng năng của cậu khá là thích hợp trong những công việc này. Ngoài ra, cậu luôn được Saitama dặn là nhớ đánh nhau xa nhà, chứ đừng phá hỏng ngôi nhà, như lần chạm trán với Sonic hay lần bọn quái vật bên ngôi nhà tiến hóa tới để kiếm chuyện. Và chắc các bạn cũng biết cái kết của bọn chúng là gì rồi đúng không? Thích làm anh hùng. Đấy là những điểm ghét mà mình tổng hợp được. Nếu các bạn còn phát hiện ra điểm nào mà Saitama ghét nữa thì hãy comment phía bên dưới nhé. Còn bây giờ hãy xem Saitama thích gì nhé. Đầu tiên là một sở thích. Ngay từ tập đầu tiên anh đã nói với Vaccine Man, Saitama thích làm anh hùng. Bởi anh từng có ước mơ nên anh thích làm anh hùng. Thế thôi, đấy là sở thích lớn nhất và cũng là cốt yếu của cả bộ phim. Anh làm anh hùng để bảo vệ công lý, để cứu mọi người, chứ không phải làm anh hùng để khoe mẽ tiếng tăm như mặt nạ mật, hay làm anh hùng để chính mình đại diện cho cái tốt trừng trị kẻ xấu xa. Với Saitama, việc làm anh hùng không nhất thiết là quái vật đều xấu xa, mà anh phải bảo vệ theo đúng lẽ phải qua con mắt nhìn người của anh. Thích mua hàng giảm giá. Hầu như trong phim, Saitama vào siêu thị khi có chương trình giảm giá. Đây là điều mà anh thích nhất. Nếu một khi ai đó làm bỏ lỡ chuyến mua hàng thì cũng một đấm để nhanh tay ra siêu thị mua hàng giảm giá ngay. Sở thích này được biết đến trong lần đánh nhau với Carnage Kabuto, con bổ hung tím rịm màu hoa sim. Khát máu nhưng đã bị Saitama giết chết khi Nam Chính chợt giận dữ, biết mình đã xém lỡ hẹn chương trình mua hàng giảm giá vào ngày hôm đó. Nghe có vẻ như một cái kết oái âm cho bọ hung nhỉ. Nếu biết thế thì Carnage Kabuto đã lựa ngày bung lụa rồi, đâu phải chết tiêu tàn như ngày hôm nay. Thích ăn lẩu. Một nồi lẩu hấp dẫn với Saitama phải là có thịt và bắp cải. Với kẻ có sở thích ăn uống, lại ăn với khổ siêu to khổng lồ như nồi lẩu, thì dù có lâm trời lỡ đất cũng phải ăn cho đã. Không biết lý do nồi lẩu có hương vị có bí mật gì không, nhưng mình đoán là một nồi lẩu với đầy đủ rau củ quả, thịt các kiểu, lại đậm đà hương vị siêu bự như vậy, thì quái vật tới nhà cũng không thể cản anh ăn được. Rất thích mèo. Saitama là một anh hùng rất thích mèo đấy nhé. Nếu bạn để ý thì mèo luôn xuất hiện khi anh ở nhà hay đi la cà ngoài đường. Saitama cũng biết yêu thương lắm đấy. Như khi giống nào thì tật nấy, bản tính của loài mèo lại khó ưa với Saitama. Ngộ lắm đúng không? Nhưng chả hiểu sao chúng lại lơ Saitama và tỏ thái độ khinh khi lắm. Saitama sợ chúng là chúng liền bỏ đi như kiểu ta đây không cần ngươi âu yếm đâu nhé. Thích chơi game. Từ khi King xuất hiện, một sự thật nữa về con người của Saitama là mê game. Anh luôn thua các trận đấu game và nó khiến cho anh ức chế và căng thẳng. Anh thường dành thời gian rảnh rỗi của mình để qua nhà King và chơi vài ván game. Có hôm, anh lỡ tay quên lưu cấp của mình và hậu quả là một đấm vào tên quái vật. Nhưng cho dù chơi game có căng thẳng tới mấy thì có vẻ như Saitama rất thích chơi game. Mê tiền. Cái này thì ai cũng mê, nhưng độ mê tiền vàng bạc với anh là quá lộ liễu khi được tác giả khái quát nó lên một cách rõ mồn một. Trong chấp chuyện gần đây, khi anh và Flashy Flash bị lạc trong tầng hầm hang của bọn hiệp hội quái vật và tình cờ Saitama phát hiện được nguồn tiền vàng được khai thác bí mật dưới lòng đất bởi con quái vật đang làm. Nó hoạt động ngầm dưới chướng của tổ chức quái vật.
và đi ngang qua mớ vàng lấp lánh, thì tại sao lại không nhân cơ hội này để thoát nghèo? Saitama vớ một bao vàng từ bọn chúng, sau đó bị một con quái vật giật áo choàng của anh khiến cho nó văng ra, nhưng may là anh vẫn còn quay lại và mồm miệng không quên vớ vàng. Và dù tình hình căng thẳng như thế nào thì tiền tài châu báu, vật chất vẫn là thứ khiến Thánh Trọc mê ly nhất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu xem đến đây thì ngại gì mà không để lại một like, một đăng ký giúp mình và share video để ủng hộ mình nhé. Và cũng đừng quên để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Tạm biệt.